Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964. Tiếp tục với bản tin nổi bật chiều thứ tư hôm nay, chúng tôi đang đề cập đến hồ sơ của vụ án Hunter Biden, con trai trưởng của Tổng thống Biden, bị kết 3 tội. Thì 3 tội này có mới đầu thì nói rằng cũng nặng lắm, trong trường hợp nặng là nếu như người đó từng đã bị có tiền án về sử dụng vũ khí hoặc là dùng vũ khí để tấn công người khác, bây giờ lại khai man sở hữu vũ khí. Nhưng mà trường hợp này thì Hunter Biden thì hoàn toàn không phải như thế. Chỉ có vấn đề đó là cái tội mà bất cẩn đó anh hả, ném cái súng vào trong thùng rác rồi quay trở lại tìm chúng, rồi là khi mà hỏi tới đó là anh đã từng sở hữu ma túy, có sở hữu vũ khí hay không thì lại nói là không, cho nên đó là vấn đề khai man. Vâng. Nhưng mà cuối cùng thì theo anh, mức án tù, tôi nghĩ là mức án không cao đâu. Tại sao? Trước đây đó, trước khi mà ra cái vụ này đó, thì cả hai vụ dính với nhau đã ra tòa, đã nghĩa là hai bên, bên công tố viên và bên luật sư đã họ đã đồng ý rồi. Nhưng mà lúc chót thì ông quan tòa không thì đồng ý. Thẩm phán đã bác cái chuyện này, nhưng mà khi mà họ đã chấp nhận hai bên, nghĩa là thu xếp cái vụ này thì nghĩa là tôi nghĩ là nó không có quá quan trọng đâu. Vừa thuế vừa súng vậy mà vẫn không có thể nghĩa là thu xếp được. Nhưng mà lúc chót á, thì bà thẩm phán đã từ chối. Thì tôi thấy ở chỗ này đó thì cái vụ nó không có lớn lắm đâu. Tôi chỉ sợ đó là khi qua bên California đó thì là lúc đó về thuế nó lại khác. Còn trước đây là hai vụ dính vào với nhau mà còn thu xếp được thì bây giờ là thành ra tôi nghĩ là cái án nó cũng không quá nhiều đâu. Chứ kể là bên phía Biden cũng tuyên bố sẽ kháng án cái vụ này tương tự như thời của ông Trump. Trong khi đó, thưa quý vị, quay sang một cái bản tin khác. Hai vụ, một cái là ở Ukraine, một bên ở vùng Trung Đông. Ông Blinken tiếp tục thảo luận với Qatar, Ai Cập v.v. Hiện nay thì ông đang ở vùng Trung Đông. Thế nhưng tin tức mới nhất ghi nhận được đó là cái tiến trình hòa bình mới đầu thì nghe thì có thể đạt được. Hamas thì ngày hôm qua còn tuyên bố là họ đồng ý với cái thỏa hiệp hiện nay. Nhưng mà rồi đến mới đây, ngày hôm nay chúng ta ngồi xuống thì Hamas lại đưa ra thay đổi. Nhưng mà ở chỗ này đó thì tôi thấy là thế này. Tôi nhìn cái vấn đề là thế này. Bao giờ khi người ta ra bàn hội nghị đó thì là đàm phán rất là gay go để hai bên ngồi xuống. Bây giờ hai bên chưa ngồi xuống thì nghĩa là đàm phán rất là nhiều để cố gắng kéo nhiều về phần mình nhiều hơn. Nhưng mà ai cũng thấy đó là rõ ràng về vấn đề quân sự đó thì Hamas là thua xiềng liệng rồi, khó mà thành công mà tiếp tục mà chiến đấu nữa. Đó là một. Cái thứ hai nữa, tôi nghĩ là cái số người phải tị nạn nó hơn mấy triệu người thì đây nó là một cái thảm họa cho dân Palestine, thảm họa lớn. Và vì vậy có muốn hay không đó thì Israel và Hamas đều bị các nước, tôi dùng cái chữ mà gọi là dí đó, cái chữ đó là dân gian đó, chữ dí đó, thì để có một hòa bình. Một hòa bình lâu dài chứ cứ đánh 75 năm mà đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà thưa anh, cái vấn đề chính ở đây đó là ngay cả bên phía nội các của ông Thủ tướng Netanyahu của Do Thái cũng vô cùng khó khăn. Như chúng tôi đã trình bày đó, ở ngã ba đường, đi theo áp lực của phía Hoa Kỳ cũng mệt. Mà trong khi đó nếu mà cứ tiếp tục đánh với cái vụ mà đánh như thế đó, con tin, mà áp lực ngay ở phía người dân, có đúng, người thân là con tin và kể cả những người dân Do Thái, đâu phải ai cũng ủng hộ cái quan điểm cực hữu của ông Netanyahu và nội các của ông đâu. Ngay cả người Do Thái cũng xuống đường biểu tình và kêu gọi chấm dứt chiến tranh bởi vì họ thấy cái số người Palestine chết nhiều quá.
Nhưng mà nội các cực hữu của phía ông Netanyahu lại chỉ trích, thậm chí có thành phần trong nội các chiến lược của Do Thái đó mới đây từ chức. Ông nói rằng Netanyahu chẳng làm được gì hết, không có dám đánh, chẳng làm gì hết. Và vì thế ông muốn có một cuộc bầu cử sớm, mà muốn bầu cử như vậy loại bỏ Netanyahu. Cho nên Netanyahu giờ đây đó cũng kẹt. Hai bên vừa cực hữu mà Hoa Kỳ, ông Biden thì cũng áp lực, bởi vì nói là mặc dù là số tiền viện trợ có đó, nhưng mà anh còn tiếp tục như thế là chúng tôi không thể cung cấp vũ khí để giết người được. Thưa anh và thưa quý các thính giả, trong luật của Mỹ đó có một cái luật đó tên là Lee 2 từ ông thượng nghị sĩ đó, cho thấy đó Hoa Kỳ không thể cung cấp vũ khí cho một quốc gia hay một tổ chức mà gây ra cái tình trạng tội ác chiến tranh, trong đó tội giết người Palestine. Vâng. Cho nên biết phía ông Biden cũng kẹt chứ. Tôi thấy là mặc dù kẹt, tôi dùng cái chữ mặc dù bị kẹt, nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái lộ trình dần dần nó hé ra. Và cái lộ trình đó, nhiều người và tất cả trong các nước mà chung quanh cái vùng đó đều ủng hộ hết. Tại vì không thể nào tiếp tục để cho cái số người Palestine càng ngày càng phải di ra khỏi cái nhà cửa của họ, càng gây nhiều khó khăn và hạ tầng cơ sở bị phá, tan nát. Thì nhưng mà nói về bộ mặt đó, nhưng mà thưa anh, bây giờ Do Thái có đồng ý đó, nhưng mà Hamas cứ đòi hỏi những cái chuyện mà họ là kẻ đang thua cuộc. Vâng. Họ là kẻ gây ra cái vụ này. Đúng. Mà bây giờ họ lại là kẻ cái đòi hỏi nhiều hơn. Thì cũng cho thấy cái sự bất công mà phía Do Thái hiện nay, thành phần nội các của ông Netanyahu rất là khó chịu. Họ nói rằng chúng ta đánh sắp thắng rồi, có thể là, xin lỗi quý vị, chết thêm một vài ngàn người Palestine nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chiến thắng. Và giết hết Hamas. Và tiêu diệt Hamas. Nhưng mà cái quan điểm đó đưa ra là gặp sự chỉ trích dữ dội. Bây giờ chúng ta đã ngồi đây đó, chúng ta có biết bao nhiêu, nghĩa là ảnh hưởng của quá khứ. Quá khứ chúng ta thấy gì? Tôi chỉ nhớ cái ví dụ mà khi đánh vào Tết Mậu Thân đó, thì nghĩa là Cộng sản chết xiềng liếng, nhưng mà vẫn đòi cái này, đòi cái kia. Thì cái khó nhất đó là khi trước khi họ ngồi xuống đó, là họ đặt điều kiện, cũng như hai bên để biết, nghĩa là tôi ngồi với anh đánh cờ, nhưng mà đó, tôi muốn cái này nè, anh làm sao anh đưa tôi tới chỗ này được. Thì lúc đó là hai bên may ra, tôi dùng cái chữ may ra, mà vì người ta quá mệt mỏi rồi, bao nhiêu triệu người mất nhà mất cửa mà phải nuôi ăn, bây giờ là ai phải nuôi? Hiện giờ là quốc tế nuôi dân Palestine chứ đâu. Ông, có phải Antony Blinken khi mà sang Qatar đó, vùng Trung Đông, mà tuyên bố thêm 400 triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo cho Palestine nữa, để cho thấy những cái áp lực nhắm vào ông Biden, là phía chính quyền Biden mặc dù có hỗ trợ viện trợ cho Do Thái, thì cũng cùng lúc, mặc dù số tiền nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà 400 triệu Mỹ Kim còn hơn là không có gì. Điều này cho thấy rằng Hoa Kỳ vẫn quan tâm đến người tị nạn Palestine. Bên phía Hamas đó, thì họ mới đầu thì nói rằng họ đồng ý với cái tiến trình là trong vòng 6 tuần lễ ngừng bắn. Bên phía Do Thái áp lực là bên phía Hamas phải giao trả thêm các con tin. Bên phía Hoa Kỳ và quốc tế thì hy vọng đó, cái tiến trình mà nếu ngừng bắn được 6 tuần thì có thể sẽ kéo dài rộng hơn, sang hơn nữa trong thời gian đàm phán. Nhưng mà thưa anh, bây giờ đó Hamas còn lại một cái lá bài cuối cùng là con tin. Nếu mà lá bài đó lật lên rồi mất hết, bây giờ con tin có giao trả đi chăng nữa, thì cuối cùng họ tin rằng cái số phận của họ càng ngày càng nhỏ bé hơn nữa. Thì đúng, đúng như vậy. Tại vì không thể nào thoát khỏi cái tiến trình đó được. Tại vì nếu mà có trả hết con tin hay không hết con tin thì cũng phải đi tới cái chỗ lập một chính phủ mới. Mà lập chính phủ mới thì phải có bầu cử. Mà có bầu cử chắc gì Hamas được gọi là kiểm soát người được Palestine Gaza được không? Quá mệt mỏi rồi. Đúng nếu rồi. Mà họ tiếp tục bỏ phiếu để mà bầu Hamas lên nữa thì thế giới sẽ nhìn thấy đấy. Quý vị đã chết bao nhiêu đó rồi mà quý vị vẫn tiếp tục củng cố cho một cái chính quyền khủng bố là Hamas. Vì vậy Hamas tôi nghĩ là cũng sẽ tới
hòa bình thôi cũng sẽ tới. Ngưng bắn, nói hòa bình thì hơi quá nhưng mà cũng sẽ ngưng bắn để trao đổi con tin. Và chúng tôi tiếp tục các đề tài này trong phần tin tức độ bất kỳ tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi lời chào anh Đinh Xuân Quân. Ok, xin gặp lại quý vị vào thứ Sáu.